Ông Biden vội vã về Nhà Trắng họp khẩn, Nga lên tiếng vụ ông Trump bị bắn. Quan chức Ukraine cảnh báo Nga có thể tiếp tục tấn công từ phía Bắc trong thời gian tới. Lý do Ukraine từ chối tiêm kích Gripen của Thụy Điển. Lý do Nga không xuất kho 1.000 chiếc T-72 dù đang cạn xe tăng. Roem, loại pháo binh hiện đại mới của Israel chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung chính trong bản tin về chính trường thế giới được chúng tôi liên tục cập nhật. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo hãng thông tấn AP, không lâu sau khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị một tay súng tấn công tại sự kiện vận động tranh cử ở bang Pennsylvania, nước Mỹ, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã quyết định cắt ngắn chuyến đi nghỉ cuối tuần tới bãi biển Rehoboth, Delaware. Ông trở về nhà trắng vào đêm 13 tháng 7 theo giờ địa phương. Đại diện nhà trắng cho biết ông Biden đã được Bộ An ninh nội địa Mỹ và các quan chức thực thi pháp luật báo cáo tóm tắt về âm mưu ám sát ông Trump ngày 13 tháng 7. Ông Biden cũng đã có cuộc trò chuyện với ông Trump qua điện thoại, tuy nhiên nội dung cuộc gọi điện không được công bố. Dự kiến nhà lãnh đạo Mỹ sẽ triệu tập một cuộc họp với các quan chức an ninh nội địa và thực thi pháp luật tại nhà trắng ngay trong ngày 14 tháng 7. Trước đó, theo Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI, nghi phạm mang tên Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi, đến từ Battle Park, bang Pennsylvania, đã bắn nhiều phát đạn nhằm vào ông Trump từ tầng thượng một nhà máy sản xuất nằm cách khuôn viên triển lãm nông trại Butler, khu vực diễn ra sự kiện vận động tranh cử, khoảng 120 mét. Vụ tấn công đã khiến ông Trump bị thương ở tay phải, một khán giả thiệt mạng và hai người khác bị thương phản ứng về vụ tấn công nhằm vào ông Trump, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lưu ý vụ ám sát nhằm vào ông Trump đã lần nữa làm nổi cộm việc Mỹ khuyến khích kích động thù hận đối với các đối thủ chính trị. Bà Zakharova cho hay, chính xác là hai tháng trước, tôi đã cảnh báo việc tại Mỹ họ đang khuyến khích kích động thù hận đối với các đối thủ chính trị. Tôi cũng đã đưa ra các ví dụ về truyền thống ám sát các tổng thống Mỹ và ứng cử viên tổng thống Mỹ. Bà đồng thời nhắc tới một bài đăng của mình trên Telegram hồi tháng 5, trong đó nói Mỹ đã công khai tuyên bố cần phải triệt hạ ứng cử viên Tổng thống Donald Trump. Bà Zakharova cho rằng sẽ tốt hơn nếu tất cả những cử tri Mỹ đang ủng hộ việc cung cấp vũ khí cho Ukraine chuyển sang tài trợ cho cảnh sát Mỹ và các cơ quan khác làm nhiệm vụ đảm bảo pháp luật cũng như duy trì trật tự tại Mỹ. Bình luận về việc ông Bobby Kennedy, con trai ứng cử viên Tổng thống độc lập Robert F. Kennedy Jr., chỉ trích các cơ quan tình báo Mỹ không có khả năng bảo vệ ông Trump. Cuối ngày 14 tháng 7, đề cập tới việc ông Trump bị tấn công, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh thêm rằng Nga cực lực lên án mọi biểu hiện bạo lực trong các cuộc đấu tranh chính trị. Ông Peskov nói, tất cả các nhà quan sát bên ngoài đều thấy rõ rằng tính mạng của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đang gặp nguy hiểm. Ông Peskov chia sẻ trước báo giới rằng, chúng tôi không tin nỗ lực loại bỏ và ám sát ông Trump là do chính quyền hiện tại tiến hành. Song bầu không khí xung quanh ứng cử viên trump đã dẫn đến những gì nước mỹ đang phải đối mặt hiện nay sau nhiều nỗ lực loại bỏ ứng cử viên trump khỏi chính trường tất cả những người quan sát bên ngoài đều thấy rõ rằng tính mạng của ông ấy đang gặp nguy hiểm đài rt dẫn lời ông peskov nói thêm tổng thống nga vladimir putin đã không có kế hoạch ngay lập tức gọi điện cho ông trump sau sự cố tuy nhiên moscow lên án mạnh mẽ bất kỳ hình thức bạo lực chính trị nào và gửi lời chia buồn tới gia đình của khán giả đã không may thiệt mạng trong vụ nổ súng tại buổi meeting vận động tranh cử của ông Trump. Giám đốc cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine Kirilo Budanov tin rằng quân đội Nga sẽ tiếp tục cố gắng tấn công Ukraine từ phía Bắc trong những tháng tới. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí NV của Ukraine, ông Budanov nói, trong 2 năm, khi mọi người cảnh báo rằng sắp có một cuộc tấn công từ phía Bắc, chúng tôi đã nhất quyết khẳng định rằng điều đó sẽ không xảy ra, nhưng cuối cùng nó đã xảy ra. Ông Budanov cảnh báo về nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công khác trong tương lai gần, nhưng không nói rõ ràng quân đội Nga sẽ nhắm vào Sumy hay Chernihiv. Ông Budanov nói, nếu tôi nói cụ thể thì sẽ gây ra hoảng loạn, nhưng có nhiều vấn đề và chúng có xu hướng trở nên tồi tệ hơn. Tôi đã nói với báo chí phương Tây rằng, thật không may, năm nay chúng tôi sẽ không có nhiều tin vui. Lực lượng Nga tiến vào Kharkov, miền bắc Ukraine hồi giữa tháng 5, tuyên bố đặt mục tiêu tạo vùng đệm an toàn để hạn chế việc quân đội Ukraine tấn công các vùng biên giới Nga Kharkov là thành phố lớn thứ hai của Ukraine, có dân số trước chiến tranh là 1,5 triệu người và vẫn là một trung tâm chính trị quan trọng đối với Kiev. Thành phố cách biên giới với Nga chưa đầy 40 km, ở phía bên kia, cách biên giới khoảng tương tự là Belgorod, thành phố lớn duy nhất của Nga gần biên giới Ukraine. Khi Nga bắt đầu kế hoạch vào năm 2022, Kharkov là một trong những thành phố đầu tiên bị tấn công. Trong vài ngày đầu tiên, quân đội Nga đã cố gắng tiến vào thành phố này. Cuộc tấn công này ban đầu được tổ chức kém, lực lượng không đủ và quân đội Ukraine đã giữ vững Kharkov. Tuy nhiên, trong khi thủ phủ của khu vực không bị chiếm, quân đội Nga đã giành được một phần đáng kể của khu vực ở phía đông Kharkov. Đến tháng 9 năm 2022, quân đội Nga mới rút hoàn toàn khỏi Kharkov về phía vùng Lugansk. Từ đó trở đi, chiến tuyến được thiết lập chạy theo dọc ranh giới giữa Kharkov với Donetsk và Lugansk. Điều này tạo cho Ukraine bàn đạp tốt để thực hiện các cuộc pháo kích vào Belgorod kể từ cuối năm 2022 cho đến nay. Thậm chí, các lực lượng Kiev còn vượt biên giới tấn công vào lãnh thổ Nga. Hồi cuối tháng 5, Thụy Điển cho biết nước này tạm dừng kế hoạch chuyển máy bay chiến đấu Gripen cho Ukraine. Vào thời điểm đó, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pan Johnson nói rằng các đối tác phương Tây muốn ưu tiên chuyển giao tiêm kích F-16 cho Kiev trước. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Tobias Binsram mới đây cho biết quyết định dừng kế hoạch liên quan tới Gripen đến từ Ukraine. Ông này nói Quyết định này được Ukraine đưa ra sau khi Kiev nhận thấy việc vận hành cùng lúc hai loại máy bay chiến đấu F-16 và Gripen là quá nhiều. Ông Bistrom cho biết thêm, Thụy Điển sẵn sàng cung cấp máy bay chiến đấu Gripen cho Ukraine sau khi chương trình F-16 hoàn thành, nhưng các bước tiếp theo phụ thuộc vào Kiev. Dù vậy, ông Bistrom cho rằng quyết định của Ukraine là có lý trong bối cảnh hiện nay và có liên quan đến hai yếu tố. Thứ nhất, số lượng máy bay F-16 còn sẵn để chuyển giao cũng như số lượng các quốc gia tài trợ ngày càng nhiều khía cạnh thứ hai là khó khăn trong việc vận hành máy bay chiến đấu. Thực tế với F-16 cho thấy, quá trình này rất phức tạp và mất nhiều thời gian. Mặt khác, nếu như với F-16, nhiều thành viên NATO có thể hỗ trợ huấn luyện phi công cho Ukraine, thì với Gripen, việc huấn luyện sẽ chủ yếu do Thụy Điển đảm nhiệm. Ngoài Thụy Điển, chỉ có hai quốc gia khác vận hành tiêm kích Gripen là Cộng hòa Séc và Hungary. GIS-39 Gripen là máy bay chiến đấu đa năng, một động cơ hạng nhẹ do công ty quốc phòng và hàng không vũ trụ Saab AB của Thụy Điển sản xuất. Gripen thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 12 năm 1988, được đưa vào phục vụ trong quân đội từ năm 1996. Tiêm kích Thụy Điển được nhiều chuyên gia đánh giá là lựa chọn tốt hơn cho Ukraine so với F-16 do Mỹ sản xuất. Thiết kế có cấu trúc mở, gầm cao, hệ thống giá treo cứng và khả năng bảo dưỡng, sửa chữa ngay tại nơi hạ cánh mà không cần nhà xưởng mang lại cho Gripen lợi thế chiến thuật lớn hơn nhiều so với F-16. Gripen và F-16 do General Dynamics, nay là Lockheed Martin phát triển, có những khác biệt rõ rệt trong hệ thống điện tử hàng không. Gripen có bộ hệ thống điện tử tiên tiến, bao gồm buồng lái kỹ thuật số tích hợp đầy đủ với ba màn hình đa chức năng MFD lớn, màn hình hiển thị trên kính lái góc rộng HUD và hệ thống điều khiển HOTAS. Kết cấu như vậy cho phép Gripen nhận thức tình huống tốt hơn và giúp phi công dễ dàng điều khiển hơn. Ngược lại, hệ thống điện tử hàng không của F-16 đã trải qua nhiều thay đổi theo thời gian. Các biến thể mới nhất, chẳng hạn như F-16V, có buồng lái hiện đại hơn với MFD màu, HUD nâng cấp và bộ điều khiển HOTAS tương tự như Gripen. Tuy nhiên, các mẫu F-16 đời đầu chỉ có bộ trang bị tiêu chuẩn. Điểm khác biệt chính nằm ở hệ thống radar. Gripen được trang bị radar PS-05A. Đây là radar sung Doppler đa chế độ, có khả năng theo dõi nhiều mục tiêu cùng lúc và cung cấp hình ảnh có độ phân giải cao. F-16 tùy biến thể có thể được trang bị các radar khác nhau, ví dụ F-16V sử dụng AN-APG-83. SABR, một radar mảng quét điện tử chủ động AESA cung cấp khả năng phát hiện và theo dõi nâng cao so với các radar mảng quét cơ học trên các biến thể cũ. Hệ thống tác chiến điện tử EVK của Gripen và F-16 cũng có sự khác nhau. Gripen được trang bị bộ tác chiến điện tử tích hợp. Bộ EVK này được thiết kế để bảo vệ toàn diện máy bay trước một loạt các mối đe dọa. F-16, đặc biệt là trong các cấu hình mới nhất, cũng có các hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến. Chẳng hạn như AN ALQ-213, tích hợp nhiều biện pháp hỗ trợ phòng thủ và đối phó khác nhau để nâng cao khả năng sống sót. Về cấu trúc, Gripen có thiết kế mở, cho phép nâng cấp và tích hợp các công nghệ mới dễ dàng hơn. Cách tiếp cận mô đun này đảm bảo máy bay có thể được cập nhật nhanh chóng để đáp ứng các mối đe dọa và yêu cầu hoạt động ngày càng tăng. Còn với F-16, chỉ có các biến thể sau này mới áp dụng kiến trúc mở tương tự, cho phép liên tục hiện đại hóa và tích hợp các khả năng tiên tiến. Cũng cần phải nhắc lại rằng, những chiếc F-16 mà Ukraine sắp nhận được sẽ chủ yếu là biến thể cũ. Ngoài các yếu tố kỹ thuật, một trong những lý do quan trọng nhất khiến Gripen được đánh giá là phù hợp với Ukraine hơn F-16 là tiêm kích Thụy Điển có thể vận hành trên đường bộ mà không cần đường băng chuyên biệt như F-16. Theo tạp chí Forbes, để bù đắp lỗ hồng thiếu xe tăng, Nga có thể đưa những cỗ xe tăng cũ thời chiến tranh lạnh ra khỏi kho tân trang lại và nâng cấp chúng, sau đó chuyển chúng ra chiến trường cùng với một số xe tăng mới chế tạo. Những xe tăng đã được Nga khôi phục gồm xe tăng T-55, xe tăng T-62 và một số xe tăng T-72 và T-80. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là những xe tăng Nga khôi phục lại không có những cỗ xe tăng T-72 cũ nhất, các mẫu T-72 Uran và T-72A. Theo đánh giá, một chiếc xe tăng bị dỉ sét hoàn toàn cũng có thể khôi phục được nếu vệ sinh, tháo rời và trà nhám thân xe đồng thời thay thế hầu hết các thành phần. Nếu đủ tiền, thời gian và phụ tùng thay thế thì có thể tân trang lại bất kỳ chiếc xe tăng nào. Nhưng kiểu khôi phục chuyên sâu như vậy cực kỳ tốn kém và tốn thời gian. Theo nhà phân tích Heimarset, Nga có 1.000 cỗ xe tăng T-72 Uran và T-72A còn nằm trong kho trong tình trạng tồi tệ. Vậy tại sao Nga lại không bỏ tiền để khôi phục xe tăng T-72 mới 50 tuổi? Câu trả lời rất có thể là Xe tăng T55 và xe tăng T62 có người nạp đạn trong kíp lái 4 người, còn T72 lại có bộ nạp đạn tự động. Bộ nạp đạn tự động phức tạp và khó bảo trì, đó là lý do tại sao quân đội Mỹ và một số nước thành viên tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO khác không bao giờ sử dụng bộ nạp đạn tự động trên xe tăng của họ. Do đó, dù T55 có tuổi đời già hơn T72 đến 20 năm, nhưng xe tăng này ít phức tạp hơn và vì thế, chắc chắn dễ tân trang hơn. Nga xây dựng lại lực lượng quân sự nhanh hơn dự đoán của phương Tây nhờ năng lực công nghiệp quốc phòng vượt trội và sự trợ giúp của các đối tác. Ngoài UAV, hiện phần lớn sản lượng vũ khí của Moscow trong xung đột được rút từ kho dự trữ thời Liên Xô để thay thế những khí tài bị mất trong xung đột. Nga đã vét sạch những thứ trong kho mang đi phục hồi, tân trang để chuyển ra tiền tuyến. Đây là một trong các lý do dẫn đến các ước tính khác nhau về năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Tướng Christopher Cavoli quan chức quân sự hàng đầu của Mỹ ở châu Âu cho hay, rất nhiều người chỉ đọc tiêu đề các bài báo và cho rằng vũ khí của Nga đều là hàng mới. Xe tăng chiến đấu chủ lực là một ví dụ. Vị này cũng cho biết Nga sản xuất được 150 đến 250 xe tăng mỗi năm trước xung đột, song chỉ 20 đến 30 chiếc là đồ mới, số còn lại đã được tân trang nhiều. Tuy tướng Cavoli cho biết Nga có thể bổ sung 1.200 xe tăng mỗi năm Chuyên gia này ước tính chỉ tối đa 400 chiếc là hàng mới hoặc tân trang nhiều. Phần còn lại được rút từ trong kho, chỉ được sửa chữa qua loa trước khi triển khai ra chiến trường. Dù vậy, bản chất cuộc xung đột tại Ukraine hiện vẫn là cuộc xung đột tiêu hao, nên việc lính Nga sử dụng xe tăng T-72, 50 tuổi hay dòng T-90 đời mới hơn cũng không thật sự quan trọng, miễn là lực lượng Moscow vẫn có nhân lực, khí tài áp đảo Kiev. Về mặt này thì Ukraine đang gặp bất lợi Do nước này có ngành công nghiệp quốc phòng quy mô nhỏ hơn nhiều so với đối phương, nhân lực cũng ít hơn, trong khi nguồn viện trợ từ Mỹ không ổn định. Theo đài RT, ngày 13 tháng 7, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Nga có đủ khả năng để đáp trả việc Mỹ triển khai vũ khí tầm xa đến châu Âu. Lưu ý rằng các thủ đô châu Âu sẽ trở thành nạn nhân nếu căng thẳng Mỹ-Nga gia tăng. Ông Peskov nói Luôn có một tình huống nghịch lý, Mỹ triển khai các loại tên lửa khác nhau, có tầm bắn khác nhau, nhắm vào đất nước chúng tôi như thường lệ. Khi đó, đất nước chúng tôi xác định các địa điểm ở châu Âu là mục tiêu cho tên lửa Nga. Người phát ngôn cho rằng trong khi Washington tiếp tục hưởng lợi từ sự gia tăng căng thẳng, các quốc gia liên minh châu Âu EU chỉ là mục tiêu trong cuộc đối đầu này. Ông Peskov nói thêm, quốc gia của chúng tôi đang nằm trong tầm ngắm của các tên lửa Mỹ đặt tại châu Âu. Chúng tôi đã trải qua tất cả những điều này trước đây chúng tôi có đủ tiềm năng để ngăn chặn những tên lửa này. Nhưng những nạn nhân tiềm năng là các thủ đô châu Âu. Mỹ và các nước châu Âu chưa bình luận phát ngôn của Peskov. Trước đó, tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, hôm 10 tháng 7, Mỹ thông báo sẽ bố trí vũ khí tầm xa định kỳ, gồm cả tên lửa hành trình Tomahawk ở Đức từ năm 2026, coi đây là biện pháp gian đe. Nhà Trắng giải thích, việc triển khai những năng lực tiên tiến này sẽ chứng minh cam kết của Mỹ đối với NATO và đóng góp vào khả năng gian đe chung của châu Âu. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã ca ngợi quyết định của Mỹ, bất chấp sự chỉ trích từ các thành viên Đảng Dân Chủ Xã hội của ông. Quyết định trên đánh dấu các tên lửa hành trình Mỹ sẽ được triển khai trở lại Đức sau 20 năm vắng bóng. Trước đó, theo hãng thông tấn Eroia của Nga, Đại sứ Nga tại Washington, Anatoly Antonov, Thứ trưởng Ngoại giao Nga, Sergei Ryabkov đồng loạt lên tiếng phản đối thông tin trên. Thứ trưởng Ngoại giao Nga trả lời báo giới những hành động như thế này chưa hết nhằm đe dọa đến an ninh của nước Nga, đạp đổ cơ hội tiến hành các cuộc đàm phán về kiểm soát vũ khí trong tương lai. Nhà ngoại giao Nga lưu ý rằng, quyết định triển khai vũ khí tầm xa chỉ là một mắt xích trong toàn bộ tiến trình làm căng thẳng gia tăng giữa Mỹ, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO với Nga. Thứ trưởng Ryabkov cho biết, Moscow sẽ bình tĩnh, không gây căng thẳng hoặc tiến hành các phản ứng quân sự trước kế hoạch triển khai vũ khí tầm xa ở Đức của Washington. Một vị tướng Phần Lan nhận định với Wall Street rằng việc Nga ngăn cản phương Tây cung cấp vũ khí chính xác cho Ukraine cho thấy vẫn còn những trường hợp sử dụng các hệ thống pháo với đạn không dẫn đường trong tác chiến công nghệ tiên tiến. Vũ khí dẫn đường bởi hệ thống GPS có thể thực hiện các cuộc tấn công chính xác nhằm vào các mục tiêu của đối phương và đóng vai trò rất quan trọng với một số biện pháp đối phó trước đây của Ukraine nhằm chống lại Nga trong xung đột. Hệ thống pháo phản lực HIMARS M142 có thể bắn trúng mục tiêu cách 70 km, từng được coi là huyết mạch sống còn của Ukraine nhằm ngăn chặn bước tiến của Nga vào mùa hè năm 2022. Tuy nhiên, các vũ khí chính xác do phương Tây cung cấp đang trở nên kém hiệu quả khi Nga thích nghi trên chiến trường và sử dụng các phương tiện tác chiến điện tử. Các phương pháp này liên quan đến việc gây nhiễu hoặc giả mạo hệ thống GPS của vũ khí để chúng đi chạy hướng. Các biện pháp tác chiến điện tử này thường có giá rẻ và cũng có thể được sử dụng để chống lại UAV. Cả Nga và Ukraine đều sử dụng các công cụ tác chiến điện tử trong xung đột. Các biện pháp này cũng cản trở bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất, một loại bom dẫn đường do Mỹ và Thụy Điển sản xuất, có tầm bắn 150 km mà Ukraine nhận được vào đầu tháng 2, Wall Street Journal đưa tin. Trung tướng Esha Pulkinen của Phần Lan nhận định với Wall Street Journal rằng tác chiến điện tử cho thấy đạn pháo không dẫn đường ít tiền tiền hơn vẫn được sử dụng. Theo ông Esha Pulkinen, chúng miễn nhiễm với bất kỳ loại thiết bị gây nhiễu nào và chúng sẽ tấn công mục tiêu bất kể phương tiện tác chiến điện tử nào được sử dụng. Theo New York Times, Vũ khí dẫn đường chính xác là trọng tâm lớn trong chiến lược phòng thủ rộng lớn hơn của Mỹ, nhưng ở Ukraine, giao tranh chủ yếu diễn ra bằng đạn pháo không dẫn đường. Kết quả là Mỹ và các nước phương Tây hiện đang tăng cường sản xuất đạn pháo không dẫn đường. Các quan chức Lầu Năm Góc cho biết, Mỹ đặt mục tiêu tăng sản lượng đạn pháo cỡ nòng 155mm lên 100.000 quả mỗi tháng vào năm 2025. Đạn pháo 155mm là loại đạn pháo cỡ nòng lớn, được quân đội NATO và các đồng minh sử dụng rộng rãi. Loại đạn này bao gồm 4 phần kíp nổ, thân đạn, thuốc phóng và mồi. Mỗi quả đạn có chiều dài khoảng 60 cm, đường kính 155 mm và trọng lượng khoảng 45 kg. Đạn 155 mm có thể được cấu hình theo nhiều cách khác nhau. Có thể sử dụng các hệ thống dẫn đường chính xác, vật liệu nổ mạnh, xuyên giáp hoặc phân mảnh lớn. Lá cờ Nga đã được nhìn thấy tung bay tại làng Urozhanoe, nằm trên biên giới của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng DPR và vùng Zaporizhia. Cũng như làng Staromayoskoe lân cận, làng Urozhanoe trước đây bị lực lượng vũ trang Ukraine chiếm giữ trong cuộc phản công ác liệt. Tuy nhiên ngôi làng này giờ đây đã trở lại dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. Lực lượng Nga trước đó đã kiểm soát Staromayoskoe vào tháng 6 năm 2024, sau đó họ phát động cuộc tấn công tiếp theo vào Urojane. Trong những ngày gần đây, quân đội Nga đã tăng cường các hoạt động tấn công và tiến vào trung tâm ngôi làng. Quân nhân Nga thuộc lữ đoàn súng trường cơ giới cận vệ số 37 của tập đoàn quân số 36 thuộc nhóm lực lượng Vostok đã được nhìn thấy cắm cờ Nga ngay chính giữa ngôi làng vào hôm 12 tháng 7. Tòa nhà bị chiếm nằm trên phố Central và Posto trong một video được đăng tải, nhiều cảnh quay khác từ khu định cư xác nhận quyền kiểm soát của Nga đối với phần phía nam của khu định cư. Lực lượng vũ trang Ukraine đang rút lui về vùng ngoại ô phía bắc, nơi có tuyến phòng thủ chính của họ. Những trận chiến ác liệt vẫn tiếp diễn ở Urozanue. Mặc dù mất một số thành trì quan trọng, quân đội Ukraine vẫn không dừng lại các cuộc phản công và thường bị đẩy lùi. Các quan chức phương Tây và Mỹ ước tính lực lượng Kiev sẽ tiếp tục ở thế phòng thủ trong 6 tháng tới và sẽ không thể tiến hành một cuộc phản công quy mô lớn cho đến năm 2025. Tuy nhiên, các nhà phân tích thuộc Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK lưu ý lực lượng Kiev đang cố gắng giành thế chủ động chiến thuật, tiến hành các cuộc phản công hạn chế trên một số khu vực nhất định của mặt trận. Họ sẽ có thể hành động ngay cả khi đang thất thế, tùy thuộc vào dòng viện trợ của phương Tây. Kiev đang giải quyết các vấn đề nhân sự và thành lập một số lữ đoàn mới, cũng như việc cung cấp hỗ trợ an ninh cần thiết của phương Tây để trang bị cho các lữ đoàn này sẽ quyết định thời điểm và quy mô Kiev có thể phản công. Tuy nhiên, các hoạt động này của Kiev không nhất thiết phải là một nỗ lực đơn lẻ hoặc quy mô lớn mà thay vào đó có thể là một loạt các hoạt động phản công phức tạp diễn ra vào cuối năm 2024 và trong suốt năm 2025. Dù Ukraine đã tiến hành phản công trong thời gian gần đây, chuyên gia Ben Berry thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế có trụ sở tại London vẫn cho rằng tình thế trên tiền tuyến đang nghiêng về phía Nga. Theo ông, lợi thế trên không của Moscow là một sự thật dễ thấy, khiến Kiev liên tục phải oan mình, chống lại các đợt không kích bằng tên lửa và UAV được phóng từ đất Nga vào các vị trí chiến lược nằm trong lãnh thổ Ukraine. Thống đốc khu vực Rostov của Nga, ông Vasily Golubev cho biết, một kho chứa dầu đã bốc cháy ngày 13 tháng 7 ở khu vực này sau khi Ukraine tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Trên trang Telegram, ông Golubev cho hay sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, đám cháy đã bùng phát tại một nhà máy lọc dầu ở quận Tsimliansky, song không gây thương vong. Khu vực Rostov cách tiền tuyến hàng trăm km. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng của họ đã bắn hạ 4 máy bay không người lái của Ukraine, hai chiếc ở Rostov, một chiếc ở vùng Belgorod giáp Ukraine và một chiếc khác ở Kursk nằm xa hơn về phía Bắc. Cả Moscow và Kiev đều đã sử dụng máy bay không người lái, bao gồm cả máy bay tấn công cảm tử lớn hơn với phạm vi hoạt động hàng trăm km trong suốt cuộc xung đột kể từ khi nó bắt đầu trước đó quân đội ukraine phóng uav nhằm vào trung tâm thử nghiệm tên lửa chiến lược của nga ở tỉnh astrakhan trang tin của bộ quốc phòng ukraine công bố video một uav phát nổ trên tòa nhà lắp ráp và thử nghiệm của trung tâm thử nghiệm tên lửa chiến lược tại quận arkhubin tỉnh astrakhan của nga video cho thấy khói đen bốc lên từ nóc tòa nhà sau đó là tiếng nổ lớn và đám lửa bùng lên phía trên công trình song không rõ thiệt hại cụ thể đòn tập kích là nỗ lực tấn công mới nhất của ukraine nhằm vào các hạ tầng chiến lược của Nga. Trong khi đó, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISV Kep, có trụ sở tại Mỹ cho biết, Nga dường như đã thay đổi chiến thuật trong cuộc tập kích tên lửa nhằm vào các mục tiêu trên khắp Ukraine để gây thiệt hại tối đa cho đối phương. Nhận định về đợt tập kích tên lửa mới nhất của Nga, cựu phát ngôn viên lực lượng không quân Ukraine, Đại tá Yuri Inat cũng cho rằng, đối phương không ngừng cải tiến, không chỉ các UAV trinh sát và tấn công, mà còn cả tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Theo ông Inat, một số tên lửa của Nga bay ở độ cao cực thấp, có lúc chỉ 50 mét, khiến chúng khó bị bắn hạ hơn. Những thay đổi của Nga có thể nhằm mục đích gây thiệt hại tối đa cho cơ sở hạ tầng của Ukraine bằng cách khiến phòng không Ukraine gần như không có thời gian để phản ứng cho đến khi tên lửa đã ở trong phạm vi rất gần mặt đất. Ngoài việc phóng tên lửa ở tầm cực thấp, Nga cũng đã cải thiện khả năng của tên lửa như trang bị thêm công nghệ mồi bẫy nhiệt để đánh lừa hệ thống phòng không Ukraine. Những cải tiến khác có thể khiến tên lửa khó bị phát hiện hơn. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng đổ bộ đường không nước này đã phá hủy một trạm tác chiến điện tử của Ukraine ở hữu ngạn sông Dnep thuộc vùng Kherson. Các đơn vị trinh sát trên không đã sử dụng máy bay không người lái Zala và phát hiện một vật thể phát ra sóng vô tuyến mạnh được xác định là một trạm tác chiến điện tử của Ukraine. Máy bay không người lái sau đó phóng hỏa lực về phía mục tiêu và ghi lại hình ảnh trạm tác chiến điện tử của Ukraine bị phá hủy. Bộ này cho biết thêm các đơn vị trinh sát đã theo dõi nhiều mục tiêu khác nhau bằng máy bay không người lái Zala suốt ngày đêm. Các mục tiêu bao gồm xe bọc thép hạng nhẹ, xe tăng và pháo tự hành của đối phương. Sở dĩ nga tăng cường tấn công vào trạm tác chiến điện tử là bởi với chiến trường đầy rẫy những mối nguy hiểm, đặc biệt là UAV đe dọa bất kỳ thứ gì di chuyển. nhu cầu về hệ thống tác chiến điện tử đang rất lớn. Một quan chức cấp cao ukraine cho biết kiev đã đầu tư rất nhiều vào việc phát huy những khả năng này để có thể cung cấp chúng cho các lực lượng trên tiền tuyến ông mikhailo fedorov bộ trưởng chuyển đổi số của ukraine nhận định với business insider rằng về việc phát triển các hệ thống tác chiến điện tử chúng tôi hiện đang làm điều tương tự với các máy bay không người lái đó là mở rộng quy mô sản xuất trong nước để làm vậy chúng tôi cần bắt đầu xác định nhu cầu sản xuất các khả năng và thách thức chúng tôi đã dỡ bỏ một số điều kiện để nhiều công ty tư nhân hơn có thể tham gia sản xuất và cạnh tranh điều này đang cho thấy hiệu quả và chúng tôi đã nhìn thấy kết quả các bên tham chiến có thể sử dụng công nghệ hiệu quả mà rẻ tiền trong tác chiến điện tử. Hình thức tác chiến này không chỉ giúp để vô hiệu hóa các loại đạn dẫn đường chính xác mà còn có thể làm xáo trộn tín hiệu điều khiển giữa phương tiện bay không người lái (UAV) trinh sát hoặc tấn công với người vận hành. Tác chiến điện tử bao gồm nhiều hình thức không tốn kém. Theo chuyên gia Thomas Whittington thuộc Viện nghiên cứu quốc phòng và an ninh Hoàng gia Anh (RUSI), gây nhiễu là hình thức tương đối đơn giản. Hoạt động gây nhiễu định vị là làm quá tải bộ thu tín hiệu định vị vệ tinh bằng loạt nhiễu khiến nó mất khả năng xác định vị trí, điều hướng lẫn tín hiệu thời gian nhận từ vệ tinh. Ngoài ra, lực lượng tác chiến điện tử còn có hình thức giả mạo tín hiệu. Cách làm này được thực hiện bằng việc gửi dữ liệu sai đến bộ thu tín hiệu định vị vệ tinh trên vũ khí đối phương khiến chúng đi chệch hướng hoặc quỹ đạo. Gây nhiễu là phương pháp dễ hơn và có thể thực hiện với thiết bị rẻ tiền, kỹ thuật viên ít được huấn luyện hơn, còn giả mạo tín hiệu được sử dụng trong các tình huống cụ thể như giấu vị trí đóng quân trước đối phương. Cả hai đều có thể gây ra tác động rất lớn đối với vũ khí chính xác. Việc sử dụng các hệ thống định vị không phụ thuộc vào tín hiệu GPS, ví dụ hệ thống dẫn đường quán tính, có thể giải quyết thách thức do tác chiến điện tử gây ra. Tuy nhiên, các hệ thống thay thế GPS không phải lúc nào cũng là lựa chọn phù hợp. Các quan chức Ukraine và phương Tây nhận định với Wall Street rằng bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất GLSDB do Boeing và công ty xã của Thủy Điện sản xuất đã hỏng và không còn được sử dụng. GLSDB là một quả bom dẫn đường có tầm bắn hơn 150 km nhờ đôi cánh nhỏ kéo dài từ thân. Năm 2022, các tài liệu quảng bá loại bom này cho biết hệ thống định vị của nó được hỗ trợ bởi GPS có khả năng chống nhiễu cao. Theo Business Insider đưa tin trước đó, Ukraine đã nhận được loại bom này vào đầu tháng 2 sau nhiều tháng yêu cầu cung cấp vũ khí với hy vọng bắn trúng các mục tiêu ở những khu vực như Crimea. Vào tháng 4 năm 2024, Defense One dẫn lời quan chức cấp cao Lầu Năm Góc Bin Laplante cho biết phiên bản phóng tử mặt đất của vũ khí không đối đất này đã trở nên dễ bị tấn công bởi các hệ thống tác chiến điện tử của Nga. Trang này nhận định có thể quan chức Mỹ đang đề cập đến GLSDB. Khi bạn cung cấp thứ gì đó không hiệu quả cho những người đang trong cuộc giao tranh sinh tử, thì họ sẽ thử nó 3 lần và ném nó sang một bên. Ông Laplante nói, đồng thời cho biết Ukraine không còn quan tâm đến loại vũ khí này. Một tháng sau, ba nguồn tin quen thuộc với vấn đề này nhận định với Reuters rằng hệ thống dẫn đường của quả bom đã bị các hệ thống của Nga gây nhiễu, khiến cho nhiều vụ phóng trượt mục tiêu. Wall Street Journal cho biết, các vũ khí này được dẫn đường bằng GPS, tức là Nga có thể gây nhiễu tín hiệu của chúng từ xa bằng các phương tiện tác chiến điện tử tinh vi của mình. Đây là một trong những loại vũ khí dẫn đường chính xác của Mỹ mà Nga có thể vô hiệu hóa hoặc làm giảm hiệu quả của việc sử dụng tác chiến điện tử tại Ukraine. Các đơn vị tác chiến điện tử của Nga đã làm giảm hiệu quả của tên lửa phóng từ hệ thống pháo phản lực HIMARS và đạn tấn công trực diện phối hợp JDAM phóng từ trên không. Business Insider đưa tin vào tháng 5 rằng Mỹ đang nghiên cứu cách giải quyết vấn đề này nếu chiến tranh nổ ra với một cường quốc quân sự. Nga được cho là có khả năng thích nghi nhanh chóng để đối phó với mối đe dọa từ các vũ khí tinh vi do Mỹ sản xuất. Tại Ukraine, đạn pháo kiểu cũ không dễ bị tấn công bởi tác chiến điện tử đang đóng vai trò quan trọng trong cuộc xung đột tiêu hao trên tiền tuyến. Các nước phương Tây cũng đang gặp khó khăn trong việc cung cấp đủ đạn phá cho Ukraine. Trong khi Nga tăng cường sản xuất đạn pháo và được cho là đang tìm thêm nguồn cung từ bên ngoài. Sau khi Nga đã được bước tiến vào đầu năm nay khi gói hỗ trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine bế tắc tại quốc hội, việc nối lại dòng viện trợ mới đây đã khiến Ukraine có thể làm chậm lại các bước tiến này và cuộc xung đột lại một lần nữa rơi vào bế tắc. Theo Pravda, đề xuất của Kiev được đưa ra trong thỏa thuận phòng thủ chung giữa hai nước được ký kết trong chuyến thăm Ba Lan của tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi đầu tuần. Ngoại trưởng Sikorski nói: "Ở thời điểm này, đây mới chỉ là một ý tưởng. Thỏa thuận giữa hai nước đã nêu rõ là chúng tôi sẽ cân nhắc đề xuất này." Ông nhấn mạnh: "Ba Lan là một quốc gia ở tiền tuyến và tên lửa Nga đã xâm phạm không phận nước này." Ông Sikorski chỉ ra: "Chúng tôi đang gặp tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu chỉ bắn hạ tên lửa khi chúng bay vào không phận của chúng tôi thì các mảnh vỡ sẽ là mối đe dọa đối với công dân và tài sản của Ba Lan." Trong khi đó, phía Ukraine lại đang thuyết phục chúng tôi bắn hạ tên lửa trên không phận Ukraine khi chúng sắp xâm nhập không phận Ba Lan. Theo quan điểm của tôi, đó là cách tự vệ. Chúng tôi đang cân nhắc ý tưởng này. Đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Vladislav Kosiniak Kamiz cho biết Warsaw sẽ tham khảo ý kiến của các đồng minh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và phải được họ chấp thuận trước khi cố gắng đánh chặn bất kỳ tên lửa nào của Nga. Vài tháng trước, Warsaw từng cáo buộc tên lửa Nga bay vào không phận Ba Lan trong một khoảng thời gian ngắn khi Moscow tấn công các mục tiêu ở Tây Ukraine. Khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ba Lan Pavel Vrosky cho biết phương án bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine bằng hệ thống phòng không của Warsaw đang được mang ra xem xét, nhưng quốc gia NATO chưa có quyết định cụ thể nào. Cách đây ít ngày, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký hiệp ước an ninh. Ông Zelensky nói rằng hiệp ước này có thể mở đường cho phép Ba Lan bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái UAV của Nga trong không phận Ukraine. Thủ tướng Tusk xác nhận sự tồn tại của điều khoản này, nhưng nhấn mạnh sẽ cùng các đồng minh NATO thảo luận về khả năng bắn hạ tên lửa Nga trên không phận Ukraine. Tổng thống Ukraine Zelensky trong vài tháng qua cũng đã đề nghị NATO bắn hạ các tên lửa đang bay tới của Nga. Ông so sánh nó với những gì Mỹ và Anh đã làm với Israel vào giữa tháng 4 trong một cuộc bắn phá trả đũa bằng tên lửa và rocket của Iran và lập luận rằng hành động đó sẽ không khiến khối này liên quan trực tiếp đến cuộc xung đột. Tuy nhiên, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã trả lời vào thời điểm đó, NATO sẽ không trở thành một phần của cuộc xung đột. Ông nói thêm, không có kế hoạch nào về gửi quân đội NATO tới Ukraine hoặc mở rộng lá chắn phòng không của NATO tới Ukraine. Mặc dù các quan chức Mỹ và EU bác bỏ sự so sánh của ông Zelensky với Israel, nhưng họ đã đồng ý với những điều khác mà ông yêu cầu, từ việc bổ sung thêm các bệ phóng tên lửa và tên lửa Patriot, cho đến việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí mà họ cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Bị yếu thế về vũ khí và quân số, các binh sĩ Ukraine đang bám trụ ở tiền tuyến ngày càng lo lắng về khả năng bảo vệ các tuyến đường hậu cần sau khi Nga bao vây thành phố Chasovya suốt nhiều tháng qua. Nếu các tuyến tiếp tế quan trọng từ phía Tây bị cắt đứt và nếu quân đội Nga tràn xuống phía Nam, binh sĩ Ukraine có nguy cơ bị mắc kẹt trong thế gọng kìm. Binh sĩ có biệt danh Bodan thuộc Lữ đoàn Tấn công đường 0 số 80 triển khai gần Chasovya cho biết sẽ rất nguy cấp nếu Nga kiểm soát hoặc tiếp cận gần hơn con đường chính, tiếp tế đạn dược hoặc các nhu yếu phẩm khác của chúng tôi. Hiện Nga đang tiến nhanh về phía Tây Nam sau khi Adipka thất thủ vào tháng 2 năm 2024. Quân đội Nga đã tiến xa tới làng Novo Từ đây, họ tiến hành các cuộc tấn công dồn dập. Các lực lượng Nga chỉ cách quốc lộ T-0504 hơn 6 km. T-0504 là tuyến đường tiếp tế quan trọng cho Ukraine trong toàn khu vực và có thể trở thành con đường tấn công về phía Tây, phía Đông hoặc cả hai chiều nếu rơi vào tay Nga. Kiev Independent dẫn một số nguồn tin cho biết quân đội Ukraine vẫn đang sử dụng T-0504 làm tuyến đường tiếp tế với tần suất hạn chế, bất chấp mối nguy hiểm do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và pháo binh của Nga. Nhận định cuộc tấn công của Nga về phía quốc lộ T-0504, chỉ huy sư đoàn 110 của Ukraine, ông Mikhailo cho biết đó là mối đe dọa rất nghiêm trọng, bởi sau 2 năm xung đột, đối phương có đủ khả năng và quyết tâm để chọc thủng chiến tuyến của chúng tôi, không chỉ ở một hoặc hai nơi mà ở rất nhiều nơi gây nguy hiểm cho các tuyến hậu cần. Theo ông Mikhailo, bất cứ tuyến hậu cần nào bị chặn đều ảnh hưởng đến tình hình mặt trận, bởi vì tất cả các con đường đều quan trọng đối với việc thực hiện những nhiệm vụ chiến lược, trong đó có cả nhiệm vụ cung cấp đạn dược, vũ khí. Việc các tuyến tiếp tế bị thu hẹp dần khiến lực lượng Ukraine dễ bị tấn công hơn trước các cuộc không kích của Nga, đồng thời gây nguy hiểm cho công tác hậu cần của Ukraine khi họ đang phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược nghiêm trọng. Bộ Tổng tham mưu Ukraine hôm 11 tháng 7 cho biết các cuộc giao tranh ác liệt nhất hiện đang diễn ra ở gần làng Vosdyzenka, cách đoạn giữa đường cao tốc T0504 khoảng 5 km. Theo các nhà phân tích quân sự, quân đội Nga đang tấn công từ Novo Oleksandrovka, một ngôi làng mà họ đã chiếm được vào cuối tháng 6 năm 2024. Ngoài ra, ông Oleksandr Kovalenko, nhà phân tích chính trị và quân sự Ukraine thuộc Tổ chức Nghiên cứu Information Resistance có trụ sở tại Kiev cho rằng đây là giai đoạn đầu của một cuộc tấn công lớn vào khu vực Toresk. Toresk và New York vốn đã bị tàn phán nặng nề trong cuộc xung đột tại Ukraine vào năm 2014. Nhưng so với nơi khác, tình hình tại hai thị trấn này vẫn yên tĩnh hơn. Chuyên gia quân sự Michael Kaufman, thành viên cấp cao tại Quỹ Hòa bình Quốc tế Carnegie cho rằng cuộc tấn công của Nga về phía Pokrovsk có nguy cơ tạo thành thế gọng kìm siết chặt Toresk. Theo ông Sergei Habrovsky, cựu đại tá Ukraine, Nga đang gia tăng áp lực lên Chasovya và Toresk, đồng thời tiến về phía Tây Bắc để chiếm kostiantynopka Việc chiếm giữ Toresk và Chasovya sẽ cho phép quân đội Nga tiến về kostiantynopka từ phía Nam và phía Bắc, nơi mà ông Hrabsky cho là một trong những mục tiêu của Nga. Kostiantinovka có điểm giao cắt giữa hai đường cao tốc chính là T0504 và T0514 dẫn đến các khu vực Kramatorsk và Sloviansk. Nhà phân tích Kovalenko cho rằng số lượng viện trợ quân sự của phương Tây đóng vai trò rất quan trọng để xác định kết quả của những trận giao tranh nhằm giành quyền kiểm soát các tuyến đường huyết mạch. Nhiều binh sĩ Ukraine có mặt tại Chasovya dự đoán số lượng đạn pháo được chuyển giao cho họ sẽ ngày càng ít hơn do hoạt động hậu cần bị gián đoạn trong những tháng tới. Sự thiếu hụt đạn pháo khiến họ không thể hỗ trợ hỏa lực cho bộ binh trước các cuộc tấn công bằng súng cối, xe bọc thép và xe tăng của Nga. Tổng thống Petr Pavel ngày 13 tháng 7 cho biết, Séc sẽ gửi đạn pháo cho Ukraina như một phần trong sáng kiến cung cấp đạn dược của nước này. Cụ thể khoảng 50.000 quả đạn pháo dự kiến sẽ được chuyển đến Ukraina vào tháng 7 và tháng 8, với số lượng giao hàng tháng tăng lên từ 80 đến 100.000 quả đạn pháo bắt đầu từ tháng 9. Trước đó, lô đạn pháo đầu tiên theo sáng kiến của Cộng hòa Séc đã đến Ukraine vào cuối tháng 6. Vào tháng 4, Thủ tướng Pesh Fiala cho biết, Ukraine sẽ nhận được 1,5 triệu quả đạn pháo theo sáng kiến cung cấp đạn dược của Séc trong vòng một năm. Tổng thống Séc Pesh Pavel lần đầu tiên thông báo sáng kiến mua 800.000 quả đạn pháo cho Ukraine hồi tháng 2 năm nay. Cộng hòa Séc đã đảm bảo cam kết cung cấp 500.000 quả đạn pháo 155mm và 300.000 quả đạn pháo 122mm. Nguồn cung cấp số lượng đạn pháo này vẫn chưa được tiết lộ theo một đại diện quân đội Ukraine. Kế hoạch này được cho là sẽ chi khoảng 2 tỷ đô la Mỹ để mua đạn pháo từ Nam Phi và Hàn Quốc. Ngoài ra, Cộng hòa Séc dự kiến sẽ huấn luyện binh sĩ Ukraine trên lãnh thổ của Séc trong năm nay. Động thái này nhằm thể hiện lập trường ủng hộ tối đa đối với Ukraine trong bối cảnh xung đột căng thẳng hiện nay. Bộ trưởng Quốc phòng Séc đã xác nhận với truyền thông nước này cho biết sẽ tham gia huấn luyện khoảng 4.000 binh sĩ Ukraine. Tuy nhiên, bà cũng nhấn mạnh Cộng hòa Séc sẽ không cử giảng viên đào tạo trực tiếp đến Ukraine. Năm ngoái, Cộng hòa Séc đã huấn luyện 4.000 binh sĩ Ukraine và năm nay con số tương tự binh sĩ Ukraine được huấn luyện sẽ tiếp tục được triển khai. Trao đổi với thông tấn xã Séc, Bộ trưởng Quốc phòng Séc cho biết số lượng đăng ký được đào tạo trong thời gian tới đã đầy. Cộng hòa Séc sẽ cung cấp cơ sở đào tạo và người hướng dẫn cho các binh sĩ Ukraine. Trong khi đó, một số nước châu Âu khác đang có kế hoạch gửi trực tiếp các giảng viên quân sự tới Ukraine. Cuối tháng 5 vừa qua, tờ Le Monde của Pháp đưa tin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang thảo luận với một số nước châu Âu về việc thành lập liên minh huấn luyện binh sĩ trực tiếp tại Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Séc lưu ý rằng Pháp và các nước khác đang xem xét phương án này do khoảng cách địa lý với Ukraine khiến công tác hậu cần vận chuyển binh sĩ Ukraine trở nên không thực tế. Trong khi đó, Cộng hòa Séc không cần thực hiện các biện pháp như vậy vì khoảng cách địa lý giữa Ukraine và Séc nằm gần nhau. Hồi đầu năm theo hãng tin RT, Bộ Quốc phòng Nga cho hay Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào tháng 2 năm 2022, Ba Lan đã cung cấp số lính tư nhân nhiều nhất cho Kiev với con số 2.960 người. Mỹ, nhà tài trợ và viện trợ quân sự chính cho Kiev cũng đã cung cấp khoảng 1.113 binh sĩ. Đứng thứ ba trong danh sách là Georgia với khoảng 1.042 người. Tiếp theo là Canada với 1.005 tay súng. Rumani cũng có binh sĩ tham chiến ở Ukraine. Mới đây hãng tin AP cho biết Ukraine đang đẩy mạnh việc tuyển dụng lính tư nhân trong số các cựu chiến binh của lực lượng vũ trang Colombia. Nhiều binh sĩ Colombia thuộc cả quân đội và cảnh sát có hơn 20 năm kinh nghiệm chiến đấu chống các băng đảng ma túy. Sau khi nghỉ hưu, họ thường gặp khó khăn trong tìm kiếm việc làm, nên lời đề nghị phục vụ trong quân đội Ukraine có vẻ hấp dẫn. Mức lương họ nhận được khi tham chiến tại Ukraine cao hơn đáng kể so với thu nhập có thể nhận được nếu phục vụ trong lực lượng đặc biệt hoặc quân đội Colombia. Theo một số nguồn tin thì cao gấp 4 lần. Colombia có quân đội lớn thứ hai ở châu Mỹ Latin, chỉ sau Brazil, với 250.000 người. Mỗi năm có hơn 10.000 binh sĩ nghỉ hưu và hàng trăm người trong số họ đến Ukraine mỗi tháng. Bên cạnh đó, gia đình những người Colombia thiệt mạng ở mặt trận cũng nhận được khoản bồi thường lớn. Một trong những người Colombia ở Ukraine lâu năm đã chia sẻ kinh nghiệm của mình với các nhà báo. Lúc đầu, xung quanh anh ta là những chiến binh nước ngoài nói tiếng Anh. Nhưng bây giờ tiếng Tây Ban Nha có thể được nghe thấy ở hầu hết mọi nơi. Điều này cho thấy sự gia tăng đáng kể số lượng lính tư nhân Colombia trên mặt trận Ukraine. Theo nhiều ước tính khác nhau, hiện tại có thể có tới 3.000 tình nguyện viên từ Colombia tham chiến ở Ukraine. Trong thời gian sắp tới, dự kiến Kiev còn được hỗ trợ bởi quân đoàn Ukraine vừa được thành lập trên đất Ba Lan. Thành phần nòng cốt sẽ là những công dân Ukraine đang sinh sống tại nước ngoài. Mặc dù vậy, không thể loại trừ khả năng đây là một bức bình phong, che giấu việc lính tư nhân từ các quốc gia NATO tới Ukraine số lượng lớn để tham chiến. Các cơ quan an ninh Nga mới đây đã bắt giữ một đối tượng nghi làm gián điệp cung cấp thông tin bán đảo Crimea cho tình báo Ukraine. Cụ thể, hãng thông tấn TASS đưa tin đối tượng bị cơ quan an ninh liên bang Nga FSB bắt giữ lần này là một công dân Ukraine sinh năm 1982 tham gia vào việc hợp tác bí mật với cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine DIU. Thông cáo của FSB viết, đối tượng trên đã chuyển thông tin về những vị trí đóng quân thường trực của binh sĩ Nga trong địa phận bán đảo Crimea và thành phố Sevastopol. Một cuộc điều tra hình sự nhằm vào đối tượng này đang được tiến hành. Theo hãng thông tấn TASS, FSB thời gian gần đây đã đẩy mạnh hoạt động vô hiệu hóa nhiều nhóm gián điệp được cho là hoạt động dưới sự chỉ đạo từ các cơ quan mật vụ Ukraine. Trước đó, hãng thông tấn RIA của Nga dẫn thông báo từ Tổng cục An ninh Liên bang Nga FSB cho biết nước này đã bắt giữ hai đặc vụ tình báo của quân đội Ukraine kịp thời ngăn chặn một cuộc tấn công khủng bố ở khu vực bán đảo Crimea. FSB thông báo, FSB Liên bang Nga đã ngăn chặn các hoạt động trái pháp luật của một công dân Nga sinh năm 1999 và đồng phạm sinh năm 2000. Hai bị cáo bị bắt khi đang lên kế hoạch làm nổ đoạn đường dây xe lửa ở quận Leninsky, bán đảo Crimea theo chỉ thị từ Ukraine. Cũng theo điều tra của FSB, nam thanh niên này đã được một nhân viên của Tổng cục Tình báo HUR thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine tuyển dụng hồi tháng 10 năm 2023 thông qua một ứng dụng nhắn tin. Sau đó, nam thanh niên này cùng một đồng bọn đã thực hiện một số nhiệm vụ cho các cơ quan đặc biệt của Ukraine, bao gồm chụp ảnh nơi ở của các quân nhân Nga, vị trí quân đội Nga đặt hệ thống phòng không, cũng như tọa độ của các cơ sở nhiên liệu và năng lượng ở bán đảo Crimea. Đáng chú ý, hồi tháng 4 vừa qua, thông qua những tọa độ do một người phụ trách tìm thấy, FSB đã thu giữ một thiết bị nổ ở một nhà kho tại thành phố Sevastopol, phía tây nam Crimea ở dưới đường dây xe lửa đoạn gần khu định cư Oktiapskoi. Cơ quan này cho biết hai bị cáo đã bị giam giữ vào thời điểm xảy ra vụ việc trên, tức là từ tháng 4. Tuy nhiên không biết lý do vì sao hai bị cáo lại có thể tiếp tục gây ra vụ cài thuốc nổ dưới đường dây xe lửa. Liên quan đến diễn biến xung đột ở Trung Đông, chúng tôi xin gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo sau đây. Theo tờ Jerusalem Post, ngày 13 tháng 7, hệ thống ROM mới đã được triển khai hoạt động lần đầu tiên vào tháng 6 và sẽ được triển khai với một đơn vị lực lượng phòng vệ Israel IDF vào năm tới. Trong nhiều năm, Israel đã nỗ lực triển khai một loại pháo binh tương lai mới được cho là sẽ giúp biến lực lượng phòng vệ Israel IDF thành một lực lượng chiến đấu vượt trội. Vũ khí mới có tên là Ramp là một khẩu pháo lớn được đặt trên xe có bánh lốp, trái ngược với pháo binh hiện tại của Israel như pháo M109 trên xe có bánh xích. Sự khác biệt có thể không rõ ràng. Ví dụ nó vẫn bắn đạn có cùng cỡ nòng, nhưng lại là một phần của khoản đầu tư lớn hơn vào công nghệ mới trong IDF. Điều này giống như việc chuyển từ máy bay chiến đấu cũ sang máy bay chiến đấu F-35. Vào tháng 6 vừa qua, IDF đã đưa ra phiên bản đầu tiên để xem xét ý nghĩa của hệ thống mới đối với quân đội. Một video do IDF công bố và một bài viết trên trang web của IDF cho biết, khẩu pháo mới đã được các xạ thủ IDF khai hỏa lần đầu tiên khi đưa vào sử dụng. Đây là khẩu pháo đầu tiên trên thế giới có khả năng bắn tự động IDF cho biết vào thời điểm đó, báo cáo của IDF nêu rõ, loại pháo mới này mang đến những khả năng mới và đột phá cho chiến trường, tăng đáng kể tốc độ bắn, cho phép bắn ở tầm xa hơn so với loại pháo hiện đang được IDF sử dụng, cho phép di chuyển độc lập và nhanh chóng trên đường, cũng như có khả năng cơ động cao trên chiến trường. Về bản chất, điều này có nghĩa là tự động hóa các hệ thống vốn trước đây do binh lính thực hiện, chẳng hạn như nạp đạn pháo. Đây là những động tác cơ bản mà lính pháo binh đã làm trong hàng trăm năm. Tổng tư lệnh pháo binh Israel Chuẩn tướng Jayanatans đã ca ngợi hệ thống này vì mang lại những khả năng mới cho phép phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng mặt đất. Nó sẽ thay đổi cách sử dụng pháo binh. Chúng tôi đã thực hiện một bước tiến quan trọng khác hướng tới việc bổ sung Rom và khả năng hỏa lực đa dạng mà các chỉ huy quân đoàn sử dụng để hỗ trợ các lực lượng cơ động. Ông Natans cho biết thiếu tá Ned Franz là người đứng đầu một đơn vị pháo binh của IDF giải thích về cơ bản nó là một khẩu pháo lớn đặt trên khung gầm xe tải của bánh lốp lớn nhưng nhẹ hơn cho phép cơ động nhanh hơn và linh hoạt hơn. Trong khi người lái ngồi ở phía trước xe tải, khẩu pháo tự động ở phía sau và có thể xoay các hướng. Ngoài ra, có 3 kíp thủ ngồi trong cabin xe tải và việc khai hỏa được thực hiện tự động. Điều này khác với kíp thủ của một khẩu M109, vốn cần nhiều người vận hành pháo, nạp đạn bằng tay. Khẩu pháo mới nhanh hơn vì nó được tự động hóa. Nó có thể bắn tám quả đạn 155 mm mỗi phút. Tốc độ này gấp đôi tốc độ của M109 hiện đại. Khi Ram đi vào hoạt động, nó sẽ được triển khai trong những tiểu đoàn pháo binh của IDF. Dự án Ram có từ nhiều thập kỷ trước khi ý tưởng đầu tiên đến với IDF để chế tạo một khẩu pháo mới. Pháo Ram mới được phát triển bởi Elbit Systems. Tờ Ynet lưu ý, dẫn đầu bởi Bộ Quốc phòng và nhà sản xuất quốc phòng Elbit, khẩu pháo mới của Israel được coi là một trong những dự án an ninh hàng đầu của Israel. Quân đội Israel vừa qua đã công bố những phát hiện của cuộc điều tra đầu tiên về những sai sót an ninh của họ trong cuộc tấn công tàn khốc của Hamas hôm mùng 7 tháng 10 năm 2023. Israel thừa nhận họ đã không bảo vệ công dân của một trong những cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Kibbutz Beiri. Trong vụ tấn công của Hamas, ngôi làng Beiri có hơn 100 người thiệt mạng, trong tổng số khoảng 1.000 cư dân và 32 người bị bắt làm con tin. Ngôi làng này chỉ còn 11 người đang sống tại đây. Cuộc điều tra đã xem xét hàng loạt sự kiện trong ngày xảy ra vụ tấn công, bao gồm việc giao tranh và hoạt động của lực lượng an ninh, một số chi tiết đã được nhiều phương tiện truyền thông khác tiết lộ vài tuần sau vụ tấn công. Ông Daniel Hagari, phát ngôn viên quân đội Israel cho biết, Thật đau đớn và khó khăn khi tôi phải nói ra điều này. Lực lượng phòng vệ Israel lẽ ra phải bảo vệ cư dân ở nông trang Beiri, nhưng đáng tiếc là chúng tôi đã không có mặt ở đó. Trong suốt nhiều giờ chiến đấu, cư dân Beiri đã hy sinh thân mình để bảo vệ gia đình, đơn độc chống lại những kẻ khủng bố. Cuộc điều tra cho thấy, quân đội Israel không được chuẩn bị cho kịch bản phiến quân xâm nhập ồ ạt vào Israel vì vậy không có đủ lực lượng trong khu vực và trong suốt vài giờ sau khi cuộc tấn công bắt đầu vẫn không có hình dung rõ ràng về những gì đang diễn ra. Cuộc tấn công đó được coi là ngày tồi tệ nhất của Israel và là nghiêm trọng nhất nhằm vào người Do Thái kể từ nạn diệt chủng Do Thái hồi Thế chiến thứ hai. Quân đội Israel đã trình bày báo cáo cho người dân Berlin Nhiều người trong số họ đã được tái định cư đến một khu nghỉ dưỡng bên cạnh biển chết. Ông Amit Sonver, Chủ tịch Nông trang Berin cho biết, Chúng tôi không nhận được câu trả lời vì họ không có câu trả lời. Họ đã tiến hành một cuộc điều tra và kết luận của cuộc điều tra này Đây là điều lẽ ra sẽ giúp tôi bình tĩnh hơn trong tương lai nhưng chúng tôi không nhận được câu trả lời tại sao quân đội không đến kịp thời Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Galan vừa qua đã kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra cấp nhà nước về những sai sót an ninh trong vụ tấn công ngày 7 tháng 10 Ông nói rằng cuộc điều tra nên nhắm vào chính ông và Thủ tướng Benjamin Netanyahu Ông Galan phát biểu tại lễ tốt nghiệp quân sự với sự có mặt của ông Netanyahu Trước đó ông Netanyahu đã bác bỏ những lời kêu gọi thành lập một cuộc điều tra cấp nhà nước. Chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây. Trong cuộc trả lời phỏng vấn Bloomberg, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslav Sikorsky nêu rõ, Ba Lan chi 4% GDP cho quốc phòng vào năm 2024 và 5% GDP vào năm 2025. Chúng ta là số 1 trong NATO, tổ chức bao gồm cả Mỹ, Rõ ràng theo tỷ lệ tương ứng, bởi chúng ta không còn sống trong hòa bình lâu dài thời hậu chiến tranh lạnh nữa. Tuy nhiên, bất chấp sự chi tiêu hào phóng của Ba Lan, ngoại trưởng nước này vẫn cảnh báo không nên sử dụng ngân sách quân sự làm phong vũ biểu. Lấy Iceland làm ví dụ, ông lưu ý, dù nước này không có quân đội nhưng vẫn đóng vai trò rất quan trọng do vị trí chiến lược. Ông Sikorski đồng thời tiết lộ rằng chính phủ Ba Lan đang đối thoại với cả nhóm của ông Donald Trump và của Tổng thống Biden. Phát biểu trên đài truyền hình tư nhân TVN24 vừa qua, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan, Cezary Tomczyk thông báo, nước này sẽ tăng ngân sách quốc phòng khoảng 10% vào năm 2025 lên mức cao kỷ lục. Trước đó, tham mưu trưởng Quân đội Ba Lan, tướng Wiesław Kukula tuyên bố tại một cuộc họp báo rằng, nước này cần chuẩn bị cho binh sĩ của mình trong một cuộc xung đột tổng lực. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Ba Lan tăng cường số lượng binh sĩ ở biên giới với Nga và Belarus. Phát biểu họp báo, tướng Kukula lập luận: "Hôm nay, chúng ta cần chuẩn bị lực lượng cho một cuộc xung đột toàn diện." chứ không phải là một cuộc xung đột kiểu phi đối xứng. Diễn biến này buộc chúng tôi phải tìm ra sự cân bằng giữa nhiệm vụ ở khu vực biên giới và duy trì cường độ huấn luyện trong quân đội. Trong khi đó, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Pavel Bezda xác nhận kể từ tháng 8, số lượng binh sĩ bảo vệ biên giới phía đông nước này sẽ tăng lên 8.000 từ mức 6.000 của hiện tại. Bên cạnh đó, lực lượng dự bị bổ sung gồm 9.000 người có thể được tăng cường trong vòng 48 giờ. Mối quan hệ của Ba Lan với Nga và Belarus đã xấu đi nghiêm trọng kể từ khi nổ ra xung đột ở Ukraine hồi cuối tháng 2 năm 2022. Hồi tháng 5, Ba Lan đã công bố thông tin chi tiết về lá chắn phía đông, chương trình trị giá 10 tỷ zloty, khoảng 2,5 tỷ đô la Mỹ, nhằm tăng cường phòng thủ dọc biên giới với Belarus và Nga, dự kiến hoàn thành vào năm 2028. Căn cứ phòng thủ tên lửa mới của Mỹ nằm ở Pomeradian, Voivodeship, cách bờ biển Baltic chưa đầy 20 km và cách vùng lãnh thổ hải ngoại duy nhất của Nga là Kaliningrad, hơn 200 km. Căn cứ này được trang bị hệ thống Aegis Ashore với radar SPI-1 và một tổ hợp các bệ phóng, các hệ thống phóng thẳng đứng VLS MK-41 được thiết kế để phát hiện, theo dõi và sử dụng tên lửa SM-3 RIM-161 Standard Missile-3 để đánh chặn các tên lửa đạn đạo. Rõ ràng, việc bố trí một cơ sở phòng thủ tên lửa mới của Mỹ gần biên giới Nga cho thấy NATO coi Nga có thể là đối thủ trong một cuộc xung đột toàn cầu ngoài việc theo dõi và phát hiện, đánh chặn các tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo liên lục địa của Nga. Một yếu tố khác khiến Moscow rất lo lắng về Aegis Ashore là bệ phóng MK-41 của nó còn có thể sử dụng để phóng các tên lửa tấn công các mục tiêu trên không và trên mặt đất. Bệ phóng MK-41 có thể lắp đặt và phóng tên lửa hành trình tầm xa BGM-109 Tomahawk, loại tên lửa mà Nga và Mỹ bị chế ước theo các điều khoản của Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung INF, cấm bố trí tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo trên mặt đất có tầm bắn từ 500 đến 5470 km. Đây là lý do chính khiến cả tên lửa Tomahawk của Mỹ và Kalibr của Nga đều được bố trí trên tàu chiến mà không được phép triển khai trên mặt đất. Nếu Mỹ bí mật thay thế tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo SM-3 bằng tên lửa hành trình Tomahawk thì không chỉ toàn bộ phần châu Âu của Nga sẽ nằm trong tầm ngắm của tên lửa Mỹ mà chỉ trong 10 phút, các tên lửa này sẽ đánh trúng vào vùng lãnh thổ hải ngoại của Nga. Do đó, việc Mỹ triển khai căn cứ phòng thủ tên lửa với hệ thống Aegis Ashor ở Ba Lan và Rumani bị Nga coi là hành động thách thức, vi phạm trắng trợn hiệp ước INF bởi chỉ cần một điều chỉnh nhỏ là các bệ phóng MK-41 có thể ngay lập tức biến thành hệ thống phóng tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk trên mặt đất. Mỹ đã rút khỏi hiệp ước INF vào năm 2019 với lý do rằng một số tên lửa hành trình của Nga đã vi phạm thỏa thuận. Moscow đã phủ nhận cáo buộc này và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump việc phá bỏ hiệp ước sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Sau khi Mỹ rút khỏi hiệp ước INF, Nga vẫn tiếp tục tuân thủ hiệp ước và tạm dừng phát triển tên lửa tầm trung. Tuy nhiên, đầu tháng 7 năm nay, Tổng thống Putin bất ngờ đưa ra tuyên bố rằng ngành công nghiệp quốc phòng Nga sẽ tiếp tục phát triển các loại vũ khí tấn công tầm trung nhằm đáp trả hành động thù địch của Mỹ. Trong bài viết xuất bản ngày 12 tháng 7, báo Der Spiegel tiết lộ rằng trong kế hoạch hành động Đức được bảo mật, nước này có thể tiếp nhận 800.000 binh sĩ NATO và khoảng 200.000 phương tiện, bao gồm xe tăng và các khí tài khác, qua các cảng ở Hà Lan và Bỉ và di chuyển lực lượng về các sườn phía đông trong vòng từ 3 đến 6 tháng. Một số tuyến đường cao tốc chủ chốt sẽ bị cấm lưu thông phương tiện dân sự để phục vụ cho mục đích này. Hai tờ báo đều chỉ ra các cộng đồng địa phương, những nơi mà binh sĩ sẽ đi qua sẽ làm nhiệm vụ cung ứng thực phẩm, nhà ở, nhiên liệu cảnh sát Đức và các dịch vụ khẩn cấp sẽ được giao nhiệm vụ bảo vệ các tuyến đường quan trọng trước các cuộc tấn công. Trong khi đó, tờ Bill dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức cho biết, ngoài vai trò là trung tâm hậu cần của NATO, Đức cũng sẽ cần thành lập một trại tù binh lớn trong lãnh thổ trong trường hợp xung đột với Nga nổ ra. Tổng thanh tra lực lượng vũ trang Đức, Kastenbrewer, ước tính Berlin có thời gian đến năm 2029 để chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự tiềm tàng với Moscow, vì rất có thể năm đó là thời điểm Nga tấn công NATO các cộng đồng địa phương cũng đã chuẩn bị sẵn sàng và tổ chức diễn tập cho tình huống xấu nhất này. Theo The Spiegel, dẫn lời thị trường của một thị trấn giấu tên, người dân địa phương không thể hiện bất kỳ sự nhiệt tình nào đối với những nỗ lực này. Tờ báo dẫn lời quan chức này cho biết, cho đến nay, chỉ có một số ít người hiểu được thời kỳ chuyển giao nghĩa là gì. Trong khi nhiều quốc gia thành viên NATO trong những tháng gần đây tuyên bố rằng Nga đang ấp ủ kế hoạch tấn công khối quân sự do Mỹ đứng đầu, thì Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng trước đã bác bỏ những cáo buộc đó là vô nghĩa và nhảm nhí. Ông cho rằng những người đưa ra những câu chuyện như vậy đã hoàn toàn mất trí. Mascherva đã nhiều lần lên án việc gia tăng các hoạt động quân sự của NATO ở sườn phía đông, nói rằng những động thái như vậy sẽ làm căng thẳng tiếp tục leo thang và tạo ra các điểm nguy cơ cho Nga dọc biên giới. Từ đó buộc Nga phải thực hiện các biện pháp đặc biệt để đảm bảo quyền lợi và an ninh của chính mình. Cùng với đó, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga nhận thức được những mối nguy hiểm đến từ chế độ Kiev bao gồm cả lời đe dọa ám sát Tổng thống Vladimir Putin. Bình luận về thông tin đã được người đứng đầu Cục Tình báo chính của Kiev, GUR, Kirill Budanov đưa ra trong một cuộc phỏng vấn gần đây. Ông Peskov nói với hãng truyền thông Nga Life vào hôm 13 tháng 7, tất cả các mối đe dọa đến từ chế độ Kiev đều rõ ràng, do đó an ninh của Tổng thống được thiết lập ở mức độ thích hợp. Ông Budanov đã tiết lộ những nỗ lực của Kiev nhằm ám sát ông Putin trong một cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin NV của Ukraine được công bố trước đó trong ngày Ông tuyên bố rằng cơ quan của ông đã thực hiện một số nỗ lực ám sát Tổng thống Nga mà không cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào. Ông Budanov tuyên bố, những nỗ lực ám sát ông Putin đã diễn ra, nhưng như bạn thấy, cho đến nay vẫn chưa thành công. Trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine, một số phương tiện truyền thông phương Tây đã đưa tin về các nỗ lực ám sát ông Putin, được cho là do Kiev thực hiện. Vào tháng 9 năm 2022, tờ báo lá cải Anh The Sun đưa tin về một vụ nổ gần đoàn xe của Tổng thống Nga, trong khi vào đầu năm 2023, một số phương tiện truyền thông của Đức tuyên bố Tổng thống Nga đã bị máy bay không người lái tấn công nhưng không thành công. Vào thời điểm đó, Điện Kremlin đã bác bỏ những báo cáo như vậy là giật gân, không có căn cứ. Phát biểu họp báo chung với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kế hoạch triển khai tên lửa của Mỹ ở Đức sẽ không làm gia tăng căng thẳng với Nga. Theo ông Scholz, những vũ khí này có tác dụng gian đe để ngăn chặn chiến tranh. Ông lý giải những vũ khí này tăng cường an ninh bằng cách gian đe. Chúng tôi luôn quan tâm đến việc cần phải ngăn chặn chiến tranh. Ông Scholz cũng tái khẳng định Đức sẽ cung cấp vũ khí cho Ukraine theo cách tranh đối đầu trực tiếp với Nga. Người đứng đầu chính phủ Đức nêu rõ, chúng tôi thể hiện sự rõ ràng sẽ không có chuyện cung cấp vũ khí hoặc lựa chọn sử dụng vũ khí có thể biến cuộc xung đột Nga-Ukraine thành xung đột Nga-NATO. Song các quyết định chúng tôi đưa ra ở đây luôn nhằm mục đích đảm bảo an ninh cho đất nước chúng tôi và NATO. Điều đó có nghĩa là chúng tôi đủ mạnh, đang nỗ lực đủ lớn và làm điều đúng đắn. Chắc chắn việc này bao gồm nỗ lực phòng thủ tên lửa và các khả năng gian đe. Washington và Berlin cho biết trong một tuyên bố chung gần đây rằng Mỹ sẽ bắt đầu triển khai các tên lửa tầm xa ở Đức vào năm 2026, có tầm bắn xa hơn đáng kể so với các tên lửa triển khai trên bộ hiện tại ở châu Âu. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov chỉ ra rằng các kế hoạch như vậy làm tăng khả năng xảy ra cuộc chạy đua tên lửa và có thể dẫn đến sự gia tăng căng thẳng mất kiểm soát. Trong khi đó, đề cập kế hoạch Washington triển khai tên lửa ở Đức, chuyên gia Theodore Poston, giáo sư danh dự về khoa học, công nghệ và an ninh quốc gia tại Viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ, mới đây đưa ra cảnh báo là một hành động gia tăng căng thẳng cực kỳ nghiêm trọng của Mỹ liên quan đến các mối đe dọa hạt nhân của Nga. Giáo sư Poston là chuyên gia Mỹ về phòng thủ tên lửa, từng làm cố vấn cho tham mưu trưởng Hải quân Mỹ cũng như làm việc tại Đại học Stanford và phòng thí nghiệm quốc gia Argonne, cho rằng chính phủ Nga khó có thể bỏ qua hành động gia tăng căng thẳng cực kỳ nghiêm trọng như vậy của Mỹ trong mối đe dọa hạt nhân của Nga. Theo giáo sư Poston, tuyên bố của Washington và Berlin nghĩa là một bản sửa đổi di động của hệ thống phòng thủ tên lửa trên bờ Aegis có thể phóng các tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân có thể được triển khai ở Đức. Chuyên gia Poston cho biết Hệ thống này đặt ra một cảnh báo tấn công hạt nhân trong thời gian cực ngắn đối với Nga, đồng thời nhấn mạnh đây chính là loại mối đe dọa cảnh báo hạt nhân trong thời gian rất ngắn sẽ tồn tại nếu Liên Xô trước đây không rút các tên lửa đạn đạo khỏi Cuba vào năm 1962. Bộ ngoại giao Trung Quốc công bố các lệnh trừng phạt đối với 6 công ty công nghiệp quân sự và 5 nhà quản lý cấp cao của Mỹ nhằm đáp trả việc nước này bán vũ khí cho vùng lãnh thổ Đài Loan Trung Quốc thông tin trên được công bố trên trang web của bộ ngoại giao trung quốc và quyết định có hiệu lực từ ngày công bố theo bộ ngoại giao trung quốc gần đây mỹ lại tuyên bố bán vũ khí cho đài loan vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một trung quốc và ba thông cáo chung trung mỹ can thiệp vào công việc nội bộ gây tổn hại nghiêm trọng đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của trung quốc căn cứ vào các quy định liên quan của luật chống trừng phạt nước ngoài trung quốc đã quyết định áp dụng các biện pháp trừng phạt Đối với 6 công ty công nghiệp quân sự và 5 nhà quản lý cấp cao của Mỹ, các công ty công nghiệp quân sự bị trừng phạt bao gồm công ty hệ thống chiến thuật trên biển, công ty quốc phòng vành đai Thái Bình Dương, công ty hàng không vũ trụ AeroVex, công ty hàng không vũ trụ LKD, công ty công nghệ Summit, động sản, bất động sản và các loại tài sản khác của các công ty này ở Trung Quốc sẽ bị đóng băng. Đối với 5 cá nhân là các nhà quản lý cao cấp của các công ty tại Mỹ, ngoài việc động sản, bất động sản và các tài sản khác của những người này tại Trung Quốc bị đóng băng, các tổ chức và cá nhân tại Trung Quốc bị cấm thực hiện các hoạt động giao dịch, hợp tác với những người này, không được cấp thị thực và bị cấm nhập cảnh vào đại lục, gồm cả Hồng Kông, Macau. Được biết, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng DSCA của Mỹ tuyên bố cách đây gần một tháng rằng chính phủ nước này đã phê duyệt đợt bán vũ khí mới nhất cho Đài Loan với tổng giá trị khoảng 360 triệu đô la Mỹ, nhằm hỗ trợ hòn đảo này nâng cao khả năng phòng thủ. Trước đó, Bộ ngoại giao Trung Quốc cũng đã thực hiện các biện pháp trừng phạt đối với 12 công ty thuộc tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin, Raytheon và General Dynamics của Mỹ cũng như giám đốc điều hành của các công ty này. Cụ thể, các biện pháp mà Bắc Kinh áp dụng bao gồm đóng băng tài sản ở Trung Quốc của các công ty trên và cấm một số lãnh đạo của các công ty đó nhập cảnh vào Trung Quốc. Bộ ngoại giao Trung Quốc nêu rõ Bước đi này nhằm đáp trả việc Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với nhiều thực thể Trung Quốc trên cơ sở cái gọi là các yếu tố liên quan đến Nga. Bắc Kinh cho rằng Mỹ phớt lờ lập trường khách quan của nước này trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Ngoài ra, việc Mỹ tiếp tục bán vũ khí cho Đài Loan Trung Quốc làm suy yếu chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước này. Theo hãng tin Bloomberg, các biện pháp trừng phạt như vậy phần lớn mang tính biểu tượng bởi các công ty trên nhìn chung không làm ăn ở Trung Quốc. Tuy vậy, diễn biến này cho thấy tình trạng căng thẳng giữa hai quốc gia trên. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có sự thay đổi trong tiêu chuẩn chọn phó tướng tranh cử Tổng thống 2024 và mỗi ứng cử viên phó tướng đều có ưu nhược điểm riêng mà ông cần phải cân đo đong đếm. Theo tờ The New York Times, phần lớn thời gian trong năm qua, cựu Tổng thống Donald Trump đã hình dung và mô tả phó tướng hoàn hảo của mình là người có thể dễ dàng đảm nhận vị trí Tổng thống nếu cần thiết. Ông Trump cho biết Ông có kế hoạch công bố người đồng hành tranh cử trước hoặc trong Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa, dự kiến diễn ra vào ngày 15 tháng 7 theo giờ Mỹ. Tuy nhiên, khi ngày công bố phó tướng đang tới gần, những tuyên bố công khai của ông Trump cho thấy suy nghĩ của ông đã thay đổi, khi ông chú trọng hơn đến các tính toán chính trị. Theo một số đồng minh của ông Trump, trọng tâm mới của ông chọn người có thể giúp ông giành chiến thắng có thể là lý do lý giải sự do dự của ông trong việc công bố nhân vật đảm nhiệm vị trí phó tướng. Theo The New York Times, năm nay ba ứng cử viên đứng đầu trong danh sách lựa chọn của ông Trump là Thượng nghị sĩ JD d Vance của bang Ohio, Thống đốc Dodge Burgum của bang North Dakota và Thượng nghị sĩ Marco Rubio của bang Florida. Về mặt lợi thế chính trị, mỗi người có những ưu và những điểm khác nhau. Cụ thể, Thượng nghị sĩ Vance được cho sẽ là người có thể tiếp thêm sinh lực cho những quan điểm nền tảng bảo thủ của ông Trump, nhưng cũng có thể dễ dàng thành mục tiêu công kích của Đảng Dân Chủ. Nhân vật thứ hai, ông Rubio người quen biết ông Trump lâu năm nhất trong số ba ứng cử viên, từ đối thủ trong cuộc bầu cử sơ bộ vào năm 2016 đến bạn tâm giao khi làm việc ở Washington DC. Ông Rubio là đảng viên Cộng hòa duy nhất ở Florida, được bầu vào Thượng viện cả ba nhiệm kỳ và rất được lòng các cử tri gốc Tây Ban Nha ở phía đông nam của bang này. Ứng cử viên còn lại là thống đốc Bergum, có kinh nghiệm hai nhiệm kỳ làm thống đốc. Thống đốc Bergum là người mới nhất trong các ứng cử viên lọt vào mắt xanh của ông Trump. Ông Bergum đã trở thành người ủng hộ không mệt mỏi cho ông Trump trên các bản tin truyền hình và trong quá trình vận động tranh cử cũng như nhận được sự ủng hộ từ một số nhân vật bảo thủ có tiếng nói. Tuy nhiên, sức ảnh hưởng của ông Bergum vẫn chưa nhiều và năng lực của ông cũng chưa được kiểm chứng trên phạm vi quốc gia. Dù việc lựa chọn ông có thể trấn an những người cộng hòa ủng hộ doanh nghiệp. Ông David Urban, người từng là cố vấn chiến dịch cho cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, tiết lộ: "Phu nhân Melania Trump là người có ảnh hưởng lớn nhất quyết định chọn ứng viên phó tổng thống của chồng." Ông Urban nói: có lẽ bà ấy thực sự là cố vấn thân cận nhất của ông Trump. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Điểm nóng thế giới trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.